hai tháng thì là chơi lâu thôi thì là nó nuôi lâu nữa là nó gáy không? 2 tháng tuổi anh về anh chơi 2 tháng bắt đầu nó gáy. Ừ, 2 tháng vậy bây giờ chuyển chuyển thì là chú chuyển mà cho anh thì là phương pháp nào? Em gửi bằng xe ô tô từ văn phòng ở Mỹ Đình gửi đi các tỉnh luôn. Vậy như là dụ anh ở đây thì anh bây giờ anh đón ở chỗ đường đầu đường Phan Tiến Dũng này lấy có được không? Được. Anh vẫn ở địa phận nào? Anh bên trên đường Phan Tiến Dũng đi. Vẫn ở thuộc trung tâm Hà Nội gì? Đúng rồi. Được, em cho người mang đến tận nơi có gì đâu. Vậy thì hôm nay mai tầm mấy giờ chuyển ra? Mai, sáng mai thì tầm từ buổi sáng thì anh nhận được. Thì vâng. Là xe ôm tất tất chọn gói anh ơi. Tức là chọn gói nữa. Vâng, vâng. Thì giờ mai mình chuyển cho anh con nhá. Vâng, ok anh, vâng. Chọn cho anh một con, tức là nó phải hay. Tức là anh chơi để vui để nó... chơi... Tông chim nhà em là trông quả to mà nó gãy giọng cổ của anh ạ. Thì trước năm kia bắt chung con thì mẹ nó ăn trộm mẹ này. Nó làm sao? Nó ăn trộm mắt. Nó bị ăn trộm à? Mẹ nó hót, mẹ mày, nó gù, mẹ nó ngon lành cành đào rồi thì để theo đi chơi ngay mà về sách mẹ cả lòng. Thì đấy, tóm lại là đợt ý là anh bắt của em rồi, anh cũng ưng rồi đúng không? Thì đấy thì anh đi, anh ưng rồi thì anh mà gọi cho chú chứ không ấy thì làm sao anh gọi cho chú. Yên tâm, nếu mà anh mua một con thì em đảm bảo cho anh con chim tuyển chọn luôn. Chú cứ tuyển chọn cho anh một con như đợt trước ấy là ngon lành. Vâng, vâng, ok, thôi được, tháng mai nhá, tháng mai em gửi cho anh. Vâng. Hello. Hello, anh ơi. Ôi, em nhận được chim rồi. Ừ, được rồi, thả ra chưa? Em thả vào cái lồng chim bồ câu ấy. Ừ. Một cống cám, cống thóc. Cống là một chuyện, em phải lấy cái khay hay cái... Như kiểu cái khay chén hay là cái khay như đá bằng nhôm hay bằng nhựa ấy. Em để ý thóc đấy cho nó đứng ở trên mặt sàn, nó dễ nhìn đấy. Thì cái khay em nó to lắm. Không biết, nghĩa là em phải để ý từ giờ đến 6-7 giờ tối mà lúc tối hôm nay em sờ rìu, nếu con nào nó có rìu thì là nó tự ăn được. Ừ, em thả ra có con ăn rồi. Thế được rồi, nó ăn một con ăn và những con khác nó thế thôi. Cái con mà anh đánh dấu màu ở đầu ấy là có đực không cái đấy? Đực, con đực. Có đực đánh dấu màu ở đầu? Đô số 1, số 2, con nào đánh dấu đầu màu đỏ. Thế giọng là số 1 là giọng thổ hay số 2 giọng thổ đấy? Một số 1, số con rô 1 là giọng còi, số 2 là giọng thổ. Vâng, số 1 là giọng còi, số 2 là giọng thổ à? Vâng. Chim có đẹp không? Chim đẹp rồi. Đẹp thật không hay là đẹp về khen anh? Khen gì anh, chim này là đẹp rồi. Đẳng cấp đấy, anh Đào, chim gáy không đùa đâu. Quý vị và các bạn đang xem những hình ảnh chim đúng không? Phấn hồng, chim khổng lồ của trang trại. Thế có gì bạn bè giới thiệu hoặc còn lúc nào ấy thì alo chỉ cho anh sau nhá. Xã Vân Hòa. Cảm ơn em báo thế là yên tâm rồi. Nhớ nhớ để ý nó ăn uống một tí nhá. 4 giờ chiều. Vâng, em thấy cho ăn chim. Nó đều là loại biết ăn lâu rồi, từ ăn từ trước Tết mà qua cái Tết này đến nửa tháng rồi thì anh chỉ có cái kinh nghiệm là khi mình di chuyển là nó có thể nó thay đổi môi trường hoặc là nó lạ mệt bỏ bữa trên đường thì mình để ý nó một tí, hoặc là mình để cái chỗ ăn chỗ uống làm sao cho nó tiện tiện một tí, đừng rộng quá hoặc là nó dễ ăn uống, xong nó bắt nhịp là thôi có gì đâu nhá. Vâng. Đấy anh cẩn thận, anh dặn đi dặn lại thế đúng không? Anh cho em hỏi vấn đề mà thằng cô gái này đẻ một năm khoảng bao nhiêu đứa? Một năm thì nếu mà người không biết nuôi thì được khoảng 3 nữa. Đấy là biết đẻ, gọi là biết đẻ, rồi không có kinh nghiệm nuôi mấy mà đấy là những con nó biết đẻ. Các bạn yên tâm. Còn những có những người nuôi cả năm chả được đứa nào, còn như anh nuôi thì nó cái hiệu suất của anh nó cao lắm. Nó có thể lên đến hơn nữa. Đó là những hình ảnh. Mà anh em nhận được rồi nhá. Địa phận xã Vân Hòa, rồi, rồi, thế đổi trứng cho nó luôn khu. Đi nhá. Dạ vâng ạ, ok rồi. Nhìn thấy trứng thấy ok chưa, bóc cho trứng ra cho cẩn thận nhá. Bóc chưa? Dạ bóc rồi, em chuyển xong rồi. Chuyển xong rồi, nhìn thấy trứng dày vỏ, xanh sẫm các thứ ok đúng không? Vâng ạ. Ok rồi, vâng em cho nhá. Rồi giữ lại cái thay đấy trong lúc nào, nếu mà lần sau mà có lấy cái gì thì... Cái thay đấy có khi anh phải nhờ anh cái thay nhựa anh, nhưng mà... Được rồi, nếu mà... Cái thay này thay của cái gì đấy?
Đây vỡ rồi. Vỡ rồi. Một lít thôi phải không? Ừ, đi thôi. Vào, ok, vào. Nha.